Phải công nhận mình là cái người đam mê chăn nuôi mọi người ạ. Đúng là gắn bó với cái nghề chăn nuôi được năm nay là năm thứ 7 rồi mà vẫn chưa thành công mọi người ạ. Vẫn tay trắng, chưa thành công. Tính ra thì cũng chăn rất nhiều con vật rồi đấy. Như là ba ba, cá, ếch, rúi, cầy, vân vân và mây mây rất nhiều loại nhưng mà tất cả đều không có duyên. Đến khi là chuyển qua là chăn chim công, chim trí bảy màu, chân cảnh nghe thì lại thấy nó hay nên gắn bó được lâu. Tại cơ bản là chăn nó cũng nhàn nữa. Loại này thì sáng chăn, chiều chăn, mi lại phải ở nhà trông nó thôi, sợ trộm vào bắt mất mọi người ạ. Nên là ngày ngày là lúc nào cũng ở nhà. Tại vì ở nhà thì an ninh thì nó cũng không cao. Mi lại là mình là người trực tiếp trông và chăm sóc nên là phải ở nhà. Chim thì cứ cuối năm thì tháng 4 đến tháng 8 thì nó đẻ thôi mọi người. Đẻ ra thì có giống thì cứ chăn lên. Tính ra mình chăn chim công thì năm nay cũng là năm thứ 3 rồi mọi người. Mục đích của mình là tăng đàn thôi. Tăng làm sao càng nhiều càng tốt. Còn cái vấn đề bán được bao nhiêu ấy, hay là như thế nào ấy, thì cũng không quan trọng lắm. Tại vì mình xác định là làm lâu dài. Chứ được bao nhiêu bán hết bằng đấy thì cũng chẳng gây được đàn nhiều lên để sau này mình bán được nhiều tiền. Nên là xác định là chăn là phải thật nhiều giống. Nên là mình vẫn đang thì gây giống mọi người ạ. Mong là vài năm tiếp theo thì chim sẽ càng ngày càng nhiều. Và mọi người sẽ biết và quan tâm đến những loài chim này nhiều hơn. Để mọi người ủng hộ đến mình nhé.